Vụ cháy xảy ra tại nhà dân địa chỉ số 119 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, rạng sáng ngày 24 tháng 5, khiến 14 người tử vong. Hiện nay trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dũng cảm trèo lên tầng cao, phá cửa sổ, cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Qua tìm hiểu của phóng viên, danh tính thực sự của người hùng xuất hiện trong đoạn video là anh Đồng Văn Tuấn, sinh năm 2003, quê Nam Định, hiện đang là sinh viên thuê trọ gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Anh Tuấn cho biết, thời điểm đám cháy xảy ra, anh đang nằm ngủ tại phòng trọ cùng vài người bạn. Sau khi nghe tiếng hô hoán từ nhà hàng xóm, anh Tuấn đã ngay lập tức chạy tới hiện trường. Sau khi quan sát thấy bên hông tòa nhà có ô cửa sổ, có thể là lối thoát duy nhất, anh Tuấn cùng hai người khác đã dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập liên tục vào bức tường để cứu các nạn nhân mắc kẹt có thể chui ra. Hành động dũng cảm này đã giải cứu được 3 người khỏi đám cháy. Ngay sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng.